Xin chào các bạn. Hôm nay thì Ngọc Anh rất là vui luôn để có thể chia sẻ với các bạn về một khu du lịch, một nơi mà Ngọc Anh đã trải qua sau 5 năm nha. 5 năm qua ở đây thì Ngọc Anh thấy là rất là thay đổi luôn. Đó là khu đất mũi Cà Mau. Về với Cà Mau, với không khí Cà Mau của ngày buổi chiều hôm nay thì nó rất là đẹp luôn. Và lúc này đây thì Ngọc Anh đang ngồi uống cà phê với anh Trần Văn Định, là một người anh rất tuyệt vời luôn. Và sau anh đây cũng là anh Nguyễn Thành Lẽm nha. Cũng là một người anh mà đã đi cùng với Ngọc Anh trong chặng đường dài từ Phú Quốc qua là về đến Cà Mau. Một khu du lịch đẹp, một khu du lịch mà nó đang mang tới rất nhiều những cái gọi là cái cảm nhận cho rất nhiều anh em khi mà tới với Cà Mau, tới với rừng Ngô Minh này. Chúng ta được vào thăm rừng Ngô Minh này, thăm Tràm Chim này, và tại đất mũi Cà Mau để chúng ta gọi check in nhá. Check in ở những cái cột mốc mà chúng ta có thể lấy được cái kỷ niệm mà rất nhiều người có thể chưa tới với Cà Mau lần nào. Thì Ngọc Anh hôm nay là lần thứ hai khi bắt đầu quay lại Cà Mau. Và tuyệt vời hơn nữa thì với Ngọc Anh thì kinh doanh là phong cách sống và du lịch cũng là phong cách sống. Thì ở bên cạnh Ngọc Anh đây đang có một người anh rất tuyệt vời luôn, anh Trần Văn Định. Anh tới từ Anh Quốc, khi trở về Việt Nam để tham gia khóa học Ultimate Trainer tại Phú Quốc cùng thầy Phạm Thành Long thì anh đã thay đổi rất là nhiều luôn. Và điều tuyệt vời hơn nữa thì là lần đầu tiên khi anh bắt đầu anh quay về tới với Cà Mau, anh cái cảm nhận thế nào về khi không khí và du lịch và con người tại Cà Mau? Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc Anh cùng tất cả các anh chị đang theo học thầy Phạm Thành Long và đi với một số anh em ở đây đang còn ngồi uống nước tại một cái khu vực xa xôi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đỉnh đến đấy thì cảm nhận một cái điều là từ những cái sự tiếp đón của bạn bè học đồng môn ở đây cũng như bạn Ngọc Anh và tất cả các anh chị ở đây, nó có một cái sự ấm áp từ những cái tình cảm cũng như là từ những cái chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm cho đi là cái giá trị cốt lõi trong cuộc sống, đó là cái điều Đình học được. Cái thứ hai nữa là Đình là người ở nước ngoài, mặc dù rất là xa, là mười mấy năm Đình quay về, nhưng mà được cái sự ấm áp như một gia đình cũng như một cái sự hỗ trợ nhau trong cái việc kinh doanh, đặc biệt là cái chia sẻ về cái cuộc sống, về cái cách sống và cái kinh doanh không cho đi không giới hạn, điều đó là điều Đình học hỏi được rất là nhiều từ anh chị. Một cái tiếp theo nữa mà Đình về đấy, Đình cảm nhận là từ một cái khu vực này nó xa thành phố Hồ Chí Minh hơn cả 300 km, nhưng mà với cái sự phát triển hệ thống giao thông đường xã như thế này, Đình không thể tưởng tượng khi Đình chưa bước chân đây, lần đầu tiên Đình bước chân đến đây, nhưng Đình thấy là cái sự phát triển Đình khi đứng ở nước ngoài, Đình không thể tưởng tượng nó lại phát triển được như thế này. Đó là một trong những cái điều Đình tự hào về quê hương cũng như tự hào về đất nước, mặc dù là nó không được xa với gần với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cái sự phát triển này thì trong tương lai nếu như các cái cao tốc Cần Thơ với là thành Sài Gòn, mà Sài Gòn Cần Thơ với Cà Mau mà nó phát triển nó thống, thì cái việc phát triển ở đấy nó là một cái điều rất là ngoài mục từ bất động sản cũng như con người, hạ tầng và từ những cái kinh tế khu vực này. Đó, điều đó là điều đáng mừng cho những cái đất nước của chúng ta, và đặc biệt là những cái anh Ngọc Anh cũng như anh Làm ở đấy là một trong những người vùng quê của con người miền Tây này, thì luôn đưa đây những cái tình cảm ấm áp, những cái món ăn, những cái chia sẻ, điều đó là điều Đình rất là biết ơn và Đình học hỏi được rất là nhiều từ anh chị. Và sau đây thì nhường mic lại cho một số anh chị ở đây để một số anh bạn ở đấy đang còn sẽ chia sẻ với cái góc độ cũng như cuộc sống. Và Đình là một trong người rất là biết ơn thầy Phạm Thành Long cũng như là các cái học trò bạn học của mình luôn cho đi một cái là không bao giờ giới hạn và chia sẻ cái cuộc sống đây, điều đó là điều Đình biết ơn rất là nhiều. Hay quá, rất tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn anh Trần Văn Định, một người anh rất tuyệt vời luôn, với tinh thần là cho đi để nhận được nhiều hơn, đúng không ạ? Các bạn hãy cho đi để nhận được hơn. Anh em chúng tôi luôn luôn mong muốn được kết nối, chia sẻ và giao lưu cùng các bạn. Như các anh đã nói mới đầu là kinh doanh là phong cách sống rồi. Ở tầng tư duy thì chúng ta là mong muốn được kết nối cùng với nhau, để chia sẻ với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một sự chia sẻ rất tuyệt vời luôn của anh Hào, một người mà kinh doanh về bất động sản, có rất nhiều năm kinh doanh bất động sản và anh đã từng kiếm được rất nhiều triệu đô trong kinh doanh bất động sản. Xin mời anh Hào. Vâng, xin chào tất cả anh chị em. Bốn anh em chúng tôi đang cuộc hành trình đi xuyên Việt từ Lũng Cú Hà Giang, từ Lũng Cú Hà Giang đi xuyên Việt đi vào sang đi Đà Nẵng và Nha Trang, rồi vào Sài Gòn, rồi đi ngược sang ra ngoài hải đảo, cũng như là từ biên giới xa xôi, từ miền xuôi rồi ra ngoài hải đảo. Giờ hôm nay chúng tôi sẽ quay ngược về là đất mũi Cà Mau, và chúng tôi sẽ đi, nói chung đi chọn vẹn
từ đầu đất nước đến cuối đất nước để khám phá hết những con người, từ người miền cao tới người miền xuôi, tới người miền xa xôi hải đảo đấy, đến tận biên giới của vùng đất mũi Cà Mau, để khám phá những cái tìm kiếm những cơ hội kinh doanh cho tất cả anh em đồng môn, và tìm hiểu thêm những cái những bất động sản ở từng các khu vực, từng cái điểm, từng cái các vị trí ở từng tỉnh, xem là ở cái vị trí nào để đầu tư được hay vị trí nào là tiềm năng để phát triển, để chúng tôi sẽ có một cái tầm nhìn tổng quan hơn về về thị trường phát triển kinh doanh cho chúng tôi trong 5 năm tới, từ trong tất cả các ngành nghề, trong đó có ngành nghề bất động sản. Và tôi nhìn thấy trong chuyến đi này, tôi nhận thấy là rất nhiều nơi đã có tiềm năng đầu tư, và trong chuyến đi này, sau chuyến đi này chúng tôi về, tôi sẽ lót lại về những cái nào cần thế làm trước, hoặc là những cái vị trí nào cần đầu tư trước, chúng tôi sẽ bắt tay vào tiến hành vào công việc phát triển mạnh về cái nền tảng ở khu nào mà nó theo tôi nhận định nó là phát triển mạnh tốt nhất thì chúng tôi sẽ đầu tư. Vâng, xin mời ông bạn tôi có ý kiến gì thêm. Tôi là Ngô Xuân Lãm, tôi là chuyên về thiết kế và thi công xây dựng, tôi là kiến trúc sư. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia cái chuyến caravan từ Gạch Giá đi về vùng đất Cà Mau này. Và tôi cảm thấy một cái điều rất là ấn tượng, đó là những cái món ăn của cái ở Cà Mau này rất là ngon các anh chị. Có món ăn ở đây nó đậm chất miền Tây, nó có mắm, có cá, nói chung là những cái món nó mang đậm cái bản sắc của cái miền Tây, mà ăn vô nó làm cho người ta cảm thấy muốn ăn mà đến nỗi mà rất rất là no và muốn ăn nữa. Đó là cái cảm nhận của tôi. Tôi cũng là dân miền Tây, nhưng mà khi mà qua cái vùng đất Cà Mau này, bản thân tôi cũng ăn rất là ngon luôn. Thì cái món ăn rất là tuyệt vời, và những cái con người ở đây cũng vậy nữa, những người ở đây cũng thật sự rất là tuyệt vời luôn. Tôi rất vinh dự được tham gia cái chuyến caravan này cùng với thầy Phạm Thành Long và những anh em trong cộng đồng Eagle Camp. Tôi xin rồi tới anh sẽ tiếp. Vâng. Ok, rất tuyệt vời luôn. Xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Hào bất động sản và anh Lam thiết kế. Trong buổi tối hôm nay thì bốn anh em chúng tôi đang mong muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện. Đây là những câu chuyện mà chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh doanh trong cuộc sống để phát triển được, mới mong muốn là có thể kết nối cùng với các bạn và chia sẻ cho các bạn để có được nhiều chiến lược kinh doanh thành công hơn nữa. Xin hẹn gặp lại vào các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn tất cả anh chị em vào những video tiếp theo, mà anh chị hãy đăng ký và comment ở bên dưới. Và anh chị muốn hỏi gì về cái kinh nghiệm tập nước ngoài cũng như kinh nghiệm đầu tư bất động sản thì có thể chia sẻ vào bên chỗ anh nha. Anh Ngọc Ánh thì là người kinh doanh về spa, còn bên chỗ anh làm thì thiết kế, nên là tất cả mỗi anh đều có những cái mặt mạnh của mình, luôn sẵn lòng chia sẻ. Nếu anh chị có những câu hỏi hay cần chia sẻ những góc độ gì thì anh em luôn sẵn lòng chia sẻ. Ok, các bạn hãy subscribe và đăng ký dưới kênh YouTube của anh Định nha. Kênh YouTube của anh là kênh YouTube Trần Văn Định. Hãy subscribe và chia sẻ kênh YouTube của anh Định nhá, hãy thả tim nhá và chia sẻ cho nhiều người để xem những video hay tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.